chú anh chị các bạn, hôm nay Tisu đã quay trở lại cùng với chương trình và mời cả nhà sẽ đi thăm con đường Trần Phú cùng với Tisu. Hôm trước khi Tisu quay qua con đường Trần Phú là có một số cô chú anh chị các bạn xem và nhìn thấy được căn nhà xưa của mình. Nhưng mà do bởi Tisu cũng chỉ đi ngang qua những con đường thôi, không dừng lại những cái căn nhà cụ thể, cho nên một số cô chú anh chị các bạn mình chưa có nhìn thấy lại kỹ được căn nhà của mình, nên hôm nay Tisu quay lại con đường này để quay lại những cái căn nhà cụ thể mà cô chú anh chị và các bạn yêu cầu. Đây là cái góc đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Phú, là Trần Cao Vân đó, là đi đây là phía trước mặt mình đi qua đây là đường Trần Phú nè. Góc đường này là đường Thánh Hỏi Đồng Thánh, đường này là đường Đồng Thánh Trần Phú, rồi hướng đây là Trần Cao Vân nè, đi qua đây là cái đường Hàng Thuyền là bên hông của nhà thờ lớn của mình. Đây là bên hông nhà thờ lớn nè, nhà thờ chánh tòa đó. Đây là cái đường Hàng Thuyền. Rồi bây giờ thì sẽ mời cả nhà mình đi ngược lại ha, đi qua ngược lại đây để đi cùng với Tisu đi qua đường Đồng Thánh cũ là đường Trần Phú bây giờ. Và mình nhờ Tisu quay giùm hai căn nhà ở hẻm số 33 và hẻm số 18 ở đường Trần Thấu Phú là đường Đồng Thánh ngày trước, và bây giờ mình đang ở góc đường đầu Trần Phú. Mình sẽ đi về lại ở phía trong để ghé qua cái căn nhà số 33. Đi từ từ chậm chậm chứ đi nhanh quá mình lại không có nhìn thấy kịp cái nhà của mình. Đây là cái căn nhà số 33 nè. Và cái lời yêu cầu là nhờ Tisu quay dần căn nhà số 33 xuyệt 34B đường Trần Phú. Bây giờ là mình sẽ đi vào phía trong cái hẻm này để tìm cái căn nhà số 33 xuyệt 34B. Đường nó hơi sốc một chút nha cả nhà mình, cho nên là cái camera nó hơi quay, nó hơi sốc một chút. 33 xuyệt 34B chắc là ở phía đầu trong này đó, có một cái bảng ghi là chạy chậm. Này xuyệt 10. Xịt 12, xịt 14, 34 bên nào ta? Để Tisu đi hỏi cái đây. Tisu đi hỏi vòng vòng rồi, họ nói là xịt mà số chẵn AB là đi vô trong cái hẻm này nè. Xịt 34B, ở đây là bên A là bên tay trái, còn B là bên tay phải. Cái này là xịt 8 nè. Xuyệt 34B là đi vô trong hẻm này. Cái này là xuyệt 10B, 34 là chắc là cuối hẻm. Này là 12. Này là 20. À, 34B ở đây. Đây, đây là căn nhà 34B đây. À, đây là cái góc đường 33 xuyệt 34. 34B đây. Đây là căn nhà của mình ạ. À, đây em bé đang khóc. Mém bên này là 33B nè. 36B thì bên này là 34B.
Rồi đây là căn nhà của mình ạ. Rất mong là khi Tisu chia sẻ cái video clip này đến gia đình thì kính chúc gia đình mình cũng như là gia đình tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang xem chương trình được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ rồi, khi mình quay lại căn nhà số 33, thì 34B thì mời cả nhà mình sẽ đi ra lại bên ngoài cái căn hẻm. Mình ghé đến cái căn nhà số 18-1 đường Trần Phú. Từ ngày mà Tisu quay vlog về các thành phố Phan Thiết là tự nhiên là các đường về Phan Thiết là Tisu thường thường nhớ ra được rồi đó. Chứ hồi ngày trước là nói về đường phố là Tisu dở lắm, không biết đường nào với đường nào luôn. Bây giờ nói đường Trần Phú hướng đó, đường đó là tìm một cái ra luôn. Chứ lúc trước là đi tìm cực lắm, không biết đường nào tìm luôn. Bây giờ đi qua số 18. Bên lề đó. Đây là góc đường Trần Phú này. Theo lời yêu cầu của một Tisu là nhớ là cô sao á là quay giúp dùm căn nhà số 18-1 là trong bên hẻm này nè. Là bây giờ mình nhìn ở đây ha, mình nhìn qua góc này là chùa Phật học nè, có tượng bà Quan Âm ở đây nè. Mình để xe trên vỉa hè luôn. Đó, đây là cái góc tượng Phật
Bà Quan Âm. Đây là mọi người đang đi nè. Bây giờ thì Tisu sẽ đi qua đường ha, ghé vô cái căn nhà số 18/1 để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ thì sẽ qua đường nha. Căn nhà có một cái nhà duy nhất ở đây thôi, hay là có nhiều nhà không biết mà không thấy ai hết à. Có một cái nhà, ui có con chó. Đây căn nhà của mình ạ. Tisu chắc là chỉ quay ở phía ngoài này thôi chứ đi lại gần sợ con chó nó sủa. Đây là căn nhà của mình ha. Quay lại gần xíu đi, hy vọng là không có con chó nó không nhìn thấy mình. Đó. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại từ cái hẻm 18/1 mình đi ra lại đường Trần Phú. Mình ra lại mặt đường rồi đây ạ. Tisu cảm ơn tất cả các cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem video clip và ủng hộ cho Tisu ha. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc mọi người sức khỏe nha. Bây giờ thì dừng máy. Bye bye. Chào cả nhà mình.